Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chuyến xe của mình sẽ đưa các bạn đến khám phá xứ sở thốt nốt An Giang. An Giang là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, giáp biên giới với Campuchia. Trong chuyến khám phá An Giang lần này, chuyến xe của tụi mình sẽ đưa các bạn đến hai huyện miền núi là Chi Tôn và Tịnh Biên. Đây cũng là nơi tập trung đông đúc đồng bào dân tộc Khmer tại An Giang. Mình đang ở vùng bảy núi huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Mọi người có thể thấy là xung quanh mình đây là núi, thì ở đây nó có một cái món ăn rất là ngon, nổi tiếng của người Khmer, nó khá là giống với món sốt tầm của Thái, đó chính là món đu đủ đâm. Bây giờ mời các bạn cùng theo chân mình để thưởng thức món đu đủ đâm này nha. Ở đây là nó khác cái món sum tầm ở Thái, đó là nó có thêm rau muống bào nè, rồi đu đủ, tép khô, cà chua và đậu đũa, với lại một số rau gia vị như là ngò gai và quế. Bây giờ mình sẽ ăn thử coi là cái món này nó có khác gì với món sum tầm ở Thái không nha mọi người. À quên, nó còn có đậu phộng nữa mọi người. Nó có vị chua chua này, ngọt ngọt, hơi cay cay, với lại cái mùi mắm ruốc á mọi người. Cái mắm nó rất là nồng, nó khác với lại cái món sum tầm Thái, thì sum tầm Thái thì nó thiên về cái là vị chua ngọt nhiều hơn, còn cái này thì do là bỏ cái mắm mà máu màu đen đen mà mình nghĩ đó là mắm ruốc, thì cái vị nó nồng mùi mắm hơn, nhưng mà ăn cũng rất là ngon. Nó nhìn hình thức thì nó khá giống nhưng mà vị nó khác mọi người ơi. Một món đu đủ đâm giữa xung quanh phong cảnh rất là hữu tình, cảm giác tuyệt vời lắm mọi người. Do khu vực này là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Khmer theo phái Nam Tông, nên các công trình kiến trúc ở đây được xây dựng theo kiểu kiến trúc Phật giáo tiểu thừa. Chuyến xe của tụi mình lại tiếp tục rong ruổi trong chuyến hành trình khám phá An Giang lần này. Trước mắt các bạn là cây cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền có chiều dài hơn 2 km, nàm trong tuyến nối cầu Cao Lãnh Vàm Cống dài hơn 21 km. Trên tuyến đường đến An Giang, mình thấy cây cầu này đẹp quá nên đã quay lại đó. Đây là một trong những ngôi chùa được xây dựng theo kiểu kiến trúc Phật giáo Nam Tông. Mọi người có thấy trong chùa có rất nhiều tháp không? Mỗi ngọn tháp là nơi chứa đựng tro cốt của người đã khuất sau khi hỏa táng đó.
đang ở Hồ Ô Thum, huyện Chi Tôn với mọi người. Thì ở đây á, nó nổi tiếng với món là gà đốt lá trúc. Thì cái món gà đốt lá trúc này á, thì chỉ có cái khu vực mà xung quanh Hồ Ô Thum này thì họ mới bán thôi. Thì trong đây có rất là nhiều quán ăn. Thì gà đốt lá trúc á, là ở dưới họ sẽ lót một lớp xả, xong rồi họ ướp gà họ bỏ vô, xong rồi cho một vài lá trúc lên. Là lá trúc là một cái loại lá mà nó khá là giống lá chanh, nó rất là nổi tiếng ở vùng An Giang này, mà nó thơm hơn lá chanh nhiều. Sau đó là họ bỏ lá trúc lên, rồi bỏ dầu ăn, rồi bỏ tỏi lên, và họ sẽ đốt trong vòng 45 phút để con gà nó chín. Thì hồi nãy mình mới order một con gà đó, thì để mình sẽ nếm thử xem và review cho mọi người xem là món gà đốt lá trúc ở đây có ngon hay không nha. Gỏi nha, đây ăn kèm với gỏi. Bây giờ mình sẽ cắt con gà này ra nha mọi người. Thì mình sẽ đem vào tay vô nha. Vào tay vô cho vệ sinh an toàn thực phẩm. Bằng cách này nè, nên là trong con gà nó còn nước ấy. Còn tay luôn á. Bây giờ mình sẽ thưởng thức nha, mời mọi người cái đường. Đây là nó có, người ta có cho mình sẵn một chén nước chấm nè, nhìn rất là hấp dẫn. Ngon dã man luôn. Đốt kiểu này á, gà nó không bị khô mà rất là mềm, và đặc biệt cái nước chấm rất là ngon, chua chua ngọt ngọt cay cay, ngon thiệt. Kêu con này có nhỏ quá không ta. Đây là cái này em sẽ ăn kèm với gỏi nha. Gỏi nó hơi nhạt nhưng mà cũng ngon, chua chua ngọt ngọt. Mời cả nhà mình vô ăn nha. Nhà mình ơi, ơi vô ăn đi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nhé. À quên nữa, nếu các bạn thấy thích video của mình, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh PL Lifestyle để cho mình có thêm động lực ra nhiều clip tiếp theo nhé.